Dù bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất là tử hình, nhưng đến thời điểm hiện tại, bị can Trần Thu Hiền, mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên vẫn không nhận tội. Theo dự kiến, ngày 27 tháng 11 tới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị can này về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an tỉnh Điện Biên cho biết, quá trình điều tra, bà Hiền tỏ ra bình tĩnh và không chịu nhận tội. Thái độ này cũng được nữ bị can thể hiện nhất quán ngay trong chính vụ án mạng của con gái, bằng cách không chịu khai báo với cơ quan công an về việc con gái bị bắt giữ. Từ khi con gái bị bắt giữ, bị sát hại cho đến thời điểm bị bắt giam, bà Hiền đã có nhiều hành vi nhằm đánh lạc hướng điều tra, bao che cho hành vi phạm tội của mình. Cũng theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, bà Trần Thị Hiền không thừa nhận việc mua bán ma túy với nhóm của Bùi Văn Công, thậm chí là mẹ nữ sinh giao gà còn khai không quen biết 4 bị can còn lại. Tính chất phạm tội của bà Hiền và đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan tố tụng cũng có đủ căn cứ xác định bà Hiền cùng đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về vụ mua bán 2 bánh heroin với tổng trọng lượng là hơn 700 gram. Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án hiếp dâm sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên sinh năm 1997 vào đêm 30 Tết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã phá vỡ thành công đường dây mua bán ma túy đặc biệt lớn, trong đó có bị can là Trần Thị Hiền sinh năm 1975 ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chính là mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại. Vâng, và tại cáo trạng cũng thể hiện bị can Trần Thị Hiền khai không mua bán ma túy với Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng, Vì Văn Toán và Hiền cũng không hề quen biết ai có tên như trên. Nhưng kết quả điều tra thì lại đủ căn cứ xác định Hiền có mua ma túy với Công và Hùng.